có 4 nhánh. Nhánh 1 tính tổng số học sinh các khối lớp, tính tổng số kg gạo. Nhánh 2 các bước thực hiện. Bước 1 đặt tính, bước 2 cộng giá trị từng hàng. Ví dụ 125 cộng 107 bằng 232. Nhánh 3 đặt tính giá trị biểu thức, tìm x, toán lời văn nhiều hơn, ít hơn, tất cả. Nhánh 4 vẽ sơ đồ tổng quan, quay video thuyết trình, luyện tập, bài tập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của tớ.